Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ quay con Sumitomo S160 các bạn. Rồi màu xanh vàng luôn. Rồi nó đang cậu cây để chuẩn bị làm cống ăn mặn á. Bây giờ mình sẽ tiến gần lại mình quay cho mấy bạn xem nè. Rồi cái chạc này nó cũng tế nái các bạn ơi. Mỗi lần mà nó múc cây lên như thế này nè là nó muốn chìm như vậy đó. Đó, bây giờ mấy bạn xem nè. Đó. Đó, cái chẹt nếu mà được bên kia quay trực diện thì nó im hơn. Rồi bên đây do nó xa quá mình không thể nào mình đó 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 mấy bạn thấy ở phía sau không, nước nó vô kìa kìa chỗ cái chẹt kìa. Chẹt này tới lắm rồi, phải mà qua được bên đó thì nó im quá, không có cầu qua bên đó mấy bạn ơi. Thôi nhờ mấy bạn thông cảm cùng mình xem cái góc nhìn từ xa nha. Như vậy thì mình thấy nó cũng được thôi, nó không có được nét lắm các bạn ơi. Rồi xem mấy anh em làm việc đây nha. Tài xế xuống rồi. Đây quá bự. Ở đây mình sẽ quay cái độ khẩm của xà lan cho mấy bạn xem nè. Xà lan này tới rồi các bạn. Gấp nãy giờ lên cũng khá là nhiều rồi. Rồi chuẩn bị lên nữa nè. Kìa kìa nó chơi rồi. Cột dây đó cũng phải biết ý cột mới lấy cây lên dễ dàng các bạn, không biết ý là rất là khó lấy, không cột chắc quá cũng không cột lỏng quá. Đó, các bạn thấy nước vô chưa?
Chút xíu là anh em là lại đã tát các bạn. Mắc kẹt cái đầu cây vô đó rồi, lên rồi. Đây là dài các bạn, không bự mà dài nha. Quá khép. Rồi, mở dây ra cái là bắt đầu tiếp tục các cây nữa các bạn ơi. Sắp sửa hết cây rồi, chỉ còn vài cái nữa rồi là hết rồi nha các bạn. Coi cây này bự không mà sao thấy anh ấy làm lâu quá ta. Rồi cái xà lan kìa các bạn ơi, có đậu phẩm kìa. Rồi kìa. Đó rồi, nó lé đé rồi đó. Mà tài xế giữ không cho nó vô nha các bạn. Cũng vô ít rồi. Còn là dừa với bạch đằng không à mấy bạn ơi. Rồi lé đé kìa. Cái cây này hơi lỏng các bạn. Rồi dùng cắt qua là cột lại à, biết đó cột lại. Giờ này trời cũng ui ui vậy, không biết có chuyển mưa không đây. Rồi, cũng xong rồi các bạn ơi. Rồi, tạm thời mình sẽ kết thúc video tại đây. Rồi, kính chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đã trong thời gian qua xem kênh của mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nhiều lắm. Rồi, cảm ơn. Mình có công việc mình phải đi về gấp các bạn.